Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Thì có lẽ là các bạn đã đợi rất lâu về cái tập này. Tại vì mình khoảng 2 tuần vừa qua mình có một số việc bận và mình đang chuyển sang một cái hệ máy mới. Cho nên mình không có máy để làm, để làm YouTube này nọ, kiểu không quay clip cũng không quay, cũng không chơi cũng không quay được luôn. Cho nên trong khoảng vừa qua mình cũng khá là hối hả và cũng đang chuẩn bị lên lịch rất là nhiều. Và sau ngày bữa hôm nay mình còn bận hơn cả thế nữa. Hợp chứ mỗi ngày mình giờ mình đang làm rất là nhiều. Và để cho những ngày đấy sắp tới thì chúng ta có ngày 15 tây là chúng ta sẽ có Watch Dogs 2. Thì trong thời gian bây giờ chúng mình sẽ quay cho xong cái Battlefield 1 Hitman trước đã. Rồi theo cộng thêm một tựa game Steep như các bạn đã coi rồi. Thì hiện tại là mình cũng chỉ như đó thôi. Và ok, để các bạn hỏi đợi lâu vì cái đây là cái tập cuối cùng. Nó là tập giữa nhưng mà do là mình đã đăng mấy cái tập khác lên rồi cho nên có thể nói là đây là một cái tập cuối cùng của Battlefield 1 mình quay. Ok. Are you all right? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Ok, thế nói là nếu mà nói về cái trải nghiệm ban đầu á thì lúc nào nó cũng hay. Tuy nhiên á là do là mình đã chơi qua cái khúc này rồi. Mình đã quay xong hết rồi nhưng mà lo là cái file của mình nó có vấn đề và không render được cho nên mình buộc phải chơi lại từ đầu. Cho nên cái này cũng không có bất ngờ gì mấy. Cái điều là hiện tại là mình đang chơi một cái hệ máy mới mà thôi. Ôi, quân mình chết đúng lẹ luôn. Church was sitting at the base of the path. Many troops. Bây giờ chúng ta chơi lại thôi chứ không gì hết. Chơi lại để mình quay lại khúc này mới luôn. Thanh niên này trong multi người ta gọi là Sentry. Mà có điều là thanh niên này bắn xa hơi yếu. Whoa. Mấy này bắn rác vậy? Ồ, chơi đây, đúng rồi. Còn Flamethrooper nè. Ồ, sao cho FPS ghê vậy?
Nó mỗi lần mà dính bùn hay là gì á là nó hiện lên hết. Đó bắn ngay lưng nó rồi gục liền. Trời ơi chắc ở chỗ này nó cái thằng này. Này phải quanh táp rồi. Đó. Đó này thì nắp các mày, này thì nắp. Nắp cho kỹ vào. Hù mà bắn vỡ đá luôn thấy không? Chạy đâu? Cái cây này mà nó nhấp là bắn hơi bị đá luôn á. Nhìn cái gì? Trời ơi. Nắp hả con mày? Con này chưa kể nó còn hồi máu nữa mà, lo gì? Cái gì đây? Đạn còn nhiều chén luôn á. Ôi thằng này chưa chết nữa, giờ nó mới chết nè. Bây giờ bật ngắm lên nó còn nó làm nhỏ cái fire lại mới đâu chứ. Ôi thằng này đúng kiểu đạn nhiều không, đạn không thiếu. Biết bắn hay không thôi rồi. Ôi cái này nếu mà bạn dính lửa, các bạn nên đi chậm lại. Phải không? Lên luôn đi. Cái này còn nhiều đạn mà mình có đâu nên nạp đạn bây giờ chứ. Ôi. Một viên. Nó mấy này tới đúng như tới nằm mạng nha ba. Em chạy đâu thế? Nhấp con này nhấp từ từ là kiểu gì cũng đã. Anh nên cái tỉnh vãi đái luôn. Chết. Một viên quanh táp. Cái này là táp hơi nhiều thôi giống gì. Ngon lành cành đào, con này được cái đạn nhiều nữa chứ. Hồng thêm hai cái súng nữa. Khá lão. Ôi vãi cái anh đang chơi chừng cái nó đổi lời thoại qua. Đạn còn nhiều mà lo gì, lên tiến lên mấy đứa. Với lại lần này là mình chơi với các bạn lag hơn lần trước, nhưng tuy nhiên á là lần này thì mình chơi trên một cái setting cao hơn cái lần trước. Lần trước mình chơi là on medium. Còn này là mình đang chơi very high. Mình để một số thứ ultra, mình để số thứ high nhưng mà nó cũng hơi lắc á. Wow, nổ vô. Nổ đi em. Đúng rồi, đu hẳn vào, chi cho chết vậy em. Biết anh đây cầm nguyên một cái cây này mà nó đúng. Sao vậy? Thử phát tới không ta? Không tới nổi đâu, sao á. Cây này thì càng không, cây này SMG mà. Bắn cái độ xa nó không có. Tính ra là lần này chơi mượt mà hơn những cái lần trước. Và nó setting cao hơn. Thì mình thấy là trên multi á, mình không bị drop như thế này nhiều. Thậm chí nó game nó còn set mình lên tới ultra, nhưng mà hiện tại là mình đang chỉ chạy 2 thôi. Chứ không lên ultra làm cái gì. Cũng không cần thiết lắm, nhưng mà máy chạy cũng hơi căng. Và drop một số chỗ. Nhưng mà nói chung là cũng không sao, cũng không đến đâu nào. Vẫn chơi tốt bình thường. Ôi sao cái thằng này dai nhỉ? Này gọi là bắn tiết kiệm đạn hay không? Đạn thì nhiều nhưng mà bắn vẫn rất là tiết kiệm. Ồ bắn gì mà hụt ngay đầu mới đâu chứ. Đó bắn phải vậy, một viên chết liền. Máu 118 viên rồi, coi như là bắn hết nguyên đám này thì mình còn dư một đống luôn á. Không, các bạn nếu mà bạn bắn nào đỡ tí đỡ mất đạn thì các bạn đỡ phải nạp đạn nhiều. Wow, nè, chọi bom vậy.
Mình thấy FPS thì tăng nhưng mà lúc mà lấy cái gậy giật mình cứ tưởng là ơi chơi đi wow nổ có vẻ hành tráng nha. Ủa sao hai thằng luôn vậy, tặng hẳn một đống đạn luôn. Ôi wow mày nó bắn chúng mình à. Này thì vô xuống máy hay em thanh niên chết tục vậy đấy. Nhưng mà có điều là cái class này mình không thích chơi trong multi lắm, nó có cái điểm mạnh với nó nhưng mà không phải gọi là mạnh. Nếu mình thích á, rồi mình thích bên tăng hunter nhiều hơn. Ủa này nó bắn rác vậy. Đi đây chứ nó bắn rác gì đâu á. Thiết nghĩ các bạn nên bắn mà ngắm mà kiểu như thế này thì nó dính dễ hơn nhiều so với bật ngắm. Má cuối cùng cũng nổ. Nổ xuống hết rồi đó. Lên nó mới đứa, vừa mới thấy thằng này có thằng nào đi đâu đây á. Chạy đâu rồi. Sao mình đem mấy này ra đóng quá vậy. Mình nhớ mình chơi chế độ thường mà. Nó làm gì nó bắn rác dữ. Có sniper nữa hay sao á. Nhưng mà sao từ từ bình tĩnh, cứ nói chung cứ bình tĩnh. Đó, này thì sniper. Đủ, what the fuck. Đủ. Nữa nè, đó trời. Mấy pha một one tap. Không ngờ mình quan tap cái cây này mà hip fire bảo đồ vậy. Trời má ảo thiệt. Đó. Má mà đỉnh cao của bắn ảo rồi. Không ngờ lại luôn á, bắn một phát. Nhưng mà cái cây này thì không, nhưng mà cái cây này thì có thể tại cái hip fire nó khá là bựa. Ê, trúng đầu rồi đéo chết mày. À. Flame trooper máu dai hơn nhiều. Đó là nó trúng kìa. Ừ, mình hết bom rồi. Nó ổ chưa? Con nào spot cho tao biết vị trí đó rồi. Chỗ này không đi ra sâu được rồi. Cái map này trong map ông muốn tiền là map Minecraft 3. Má toàn bắn cái đầu không. Ó phải vậy chứ. Bắn phải ngắm cái đầu, bắn phải chết liền của thằng nào vậy ngang bùm 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 hai ba viên, chết. Nói cái này bắn đã vãi nhưng mà. Ủa sao nó ra hoài ta. Wow. Này là phải stray. Đó. Chứ không stray sống dài dẳng gì đâu á. Chịu khó và lờ luôn á. Mà mấy nó dễ chết hơn mình nhiều. Ủa gì đây. Không thích cho lắm. Xuống hầm rồi. Cái map này cho multi bắn đã lắm. Monte Crapa. Hơi hết hồn. Sao đông vậy. Nhắm mấy đầu ơi. Sao hai ba thằng đi. Mày đâu thanh niên này, trốn rồi. Đó, giờ phải nổ bom rồi. Ok, để chạy ra ngoài ra. Bùm, đó, quá đẹp.
Rồi vậy chúng ta phá được cái xe lộn cái pháo chống máy bay rồi đó. Gọi là gì đạn phòng không á, xuống phòng không á. Giờ chúng ta phải đi phá cái xuống phòng không thôi. Phòng mình chúng ta cần hết. Cái này quân mình mà quân nó ta. Ôi nó chào bom, nó chào bom rồi. Đó, mình bắn đúng kiểu tiết kiệm đạn thiệt luôn ấy. One tap. Yeah. Cái gì đây? Cái gì đây? Không thấy ai ta. Cái này phải làm nhỏ cái fire là bắn chuẩn được. Còn không thì chúng ta cứ bắn hụt hoài luôn á. Đó, phải canh kỹ vào. Đứng đây mà bắn quanh táp á, nó đã không mất máu nhiều, nó sống trâu rồi một tí mà khoảng thời gian ngắn. Tôi sẽ có thằng này bắn ngoài đấy chúng ta. Ôi, đây là các ngày sắp tới là mình sẽ quay thêm cái gì đấy, Rainbow Six nữa, có DLC mới và mình chơi Rainbow Six khá là lâu rồi và mình đang mong đợi cái DLC này rất là nhiều. DLC lính Nhật, quân Nhật mới khá là hay. Đồ ngầu vậy. One tap headshot không à. Headshot tiếp đó. Ủa tú bên kia là hả? Mà hết bom mình rồi. Cây kia mình còn 75 viên à. Ủa mình nhớ nó đâu có nhiều gì vậy ta. Nó không nhớ mình chỉnh chế độ gì nữa ta. Má nãy giờ mình bắn tiết kiệm lắm luôn rồi á mà nó còn nhiều mức độ vậy luôn á. Ủa bên mình không có nào support hay sao ta? I take down the last man, but then I hear a noise that I will never forget. They were targeting Mateo's unit below me. So I do the only thing I can. It was me against an entire enemy bomber squadron. Oh, gì đây? Cái gì? Bomber nè. Chết liền nè. Ôi, ơi sao đông quá vậy? Này thì bomber nè, bắn súc quần hết luôn. We had no reinforcements. Dính liền đó. Our advance would be completely halted. And I would have lost my tail. Ay sao mày nó bay giống như là đua lượng vậy á ba. À bomber. Súng dài vậy. Ôi tới nữa kìa. Chết đi. Ôi. Ngoài nữa. Nên ngắm bắn mấy thằng này ưu tiên chứ nha. Dính liền. Were you still safe behind your armor? Of course. Nothing could dent it.
When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. Ok, và bây giờ chúng ta phải đi tìm Mateo. Quá easy. Headshot. Let's go guys. I started with the first thing that came through the fog. There were rồi. I needed to save them. Cái này chạy đúng lẹ luôn á. Cái cây này những cây RDT trong multi hay sao á. Mình có cái này nhưng mà không có skin. Nó có một cái skin legendary skin RDT. Ôi nó bắn ra quá vậy. Nó bắn gì đâu mà không biết mình chơi chế độ gì mà nó bắn rác gì đâu luôn á. Rồi cái máu hồi cũng nhanh. Frame Trooper. Cái gì này? Chết liền. Cũng hơi làm đứng trên cái nóc dốc núi này nó lên không được ba. Chứ nó mà lên được rồi mình xác định luôn. Wow. Cái cây này khó quá anh Tám quá ba. Kiểu như nó bắn liên tục hoài đó, nó không có độ chính xác của nó mà. Nên bây giờ mình đang cố gắng tập cái cây này coi. Còn cái cây này được cái là do là nó có cái fire khá là ổn, cho nên bắn quan tác thì còn may ra với lại nó không giật nhiều. Còn cây này hả là giống như cho bạn nguyên một cái thử thách vậy á. Cây này càng không. Bắn cho vui vậy thôi. Mà sao đông cái gì? Đông quá, ai có quân mình cái bên rồi. No, đừng bắn nữa. Còn có 5 giọt thôi. Hồi máu đi. Ồ, có quân mình đứng kế bên không sao. Có hỗ trợ. Ồ, nó vừa mới bắn chúng mình là nó đồng đội bắn nó luôn á. Wow. Mình nghĩ là mình đang chơi chế độ khó thì sao á. Bắn nãy giờ mà nó không chết. Ê, cây này bắn được hơn nè. Ê, có vẻ được hơn đó. But you didn't have your equipment. Hey Rigger, cái đó cũng được lắm, bắn trong multi khá là ổn. No. Thank you. Ui, cây này trong nhà mình có nói hình như là cây này là nằm trong cái assault rank 10 là các bạn sẽ có. Ôi, văn sát ở đây luôn. Quá ngon. Thêm còn em nào không? Có súng gì là lạ không? Mình không thích cái cây đó cho lắm. Đổi cái này rồi. Ủa, bắn có bay được.
nhưng mà hết máu rồi. Ê đừng bắn nữa. Wow. Căng đét. Kể được cái bắn xa cũng khá là ổn. Đưa cho nó ăn quả rồi. Vô lại rồi. Đó, nội vậy có thấy hay không? No. Mình sử dụng cái cây này á là để dành cho mình xử lý mấy thằng nào là bắn xa nào kiểu. Đây. Mình sử dụng đông tới tấp thì nó bắn quân mình không còn cái móng gì luôn. Đúng rồi, có bên mình có máy bay xuống rồi, quá đẹp. Nice, thank you. Through sheer force of will we took out their firepower. Đạn súng ngắm hả? Không, cây này cái trend này. Càng không, mình càng không thích mấy cây như thế này á. Lại cây này á. Toàn mấy cây này mấy nó không có cây gì khác sao? Đây, vừa mới nói luôn, có súng ngắm ở đây. Mình không có lấy súng đồng đội được ta. Sao súng của thằng này có 10 viên vậy? Lính gì phát quân đội gì mà phát có mỗi đứa có 10 viên. Đa phần là súng của bên cây Heriger mà Heriger cây này có vẻ nhiều đạn á. Ồ, có nghe mùi flametrooper đâu đây nha. Hết đạn hết đồ cái thứ luôn. Mình không có gì rồi, không có bom cũng hết. Cái gì cũng hết. Làm sao bắn cái xe thiết giáp đây? Ôi bắn gì mà hụt quá. Giờ nó nhắm nhìn mà bắn đúng rác luôn ba. Cái này đúng là thử thách bản thân vậy ba. Dính liền. Wow. Vấn đề là giờ không có bom để chọi mới đâu chứ. Mình cần quả bom. Hoặc ít nhất có cái gì đó mà hạ nó được. Ủa nó nhắm mình nó bắn không ở đâu chứ. Ừ này có đạn nè. Mình nghĩ mình phải đi đường dưới rồi. Cái kiểu này nó bắn kiểu này rác quá. Ai bắn thì bắn chứ kiểu này là bắn không lên nổi luôn. Không ngóc đầu lên được luôn. Gặp không có bom đi với đâu. Gặp hết đạn cộng không có bom nữa. Ê buồn. Search for Mateo. Mà tưởng học mà học súng chứ mà. Not through the front. I no longer had my armor. It was impossible. No, đừng mất máu nữa, Mém chết. No, thằng nào chọi vậy? Trời ơi, nó chọi đúng chỗ ghê luôn á. Chúng ta phải xử lý cái thằng đó xong rồi chúng ta muốn làm gì làm. Tại sao lại dính máu ngay lúc này trời. Wow. Ôi hên quá chúng ta không chết. Còn nữa hả? Cái gì vậy trời? Ồ. Cuối cùng cũng vô được bên trong nhưng mà nó bắn căng quá. Ồ, mấy sniper nắp không minh và đái luôn. Ôi
Có bắn gì mà không chết mày? Cuối cùng mua đạn tụi nó bắn dai vậy, nó không biết nó mặc cái gì mà. Mày mặc giáp hay sao hả? Bắn cái đầu hoài không chết luôn. Giờ mới chết nè. Gần có bắn đạn vậy á. Không chết là không chết. Nhất quyết vẫn không chết. Ơi né cái đã. Ơi. Coi như không thấy gì đi. Ai tin người vờ lơ. Ôi sao thanh niên gì còn xuống luôn vậy? Còn cái nữa không? Đây. Thêm một cái súng ngắm nữa. Ê, bỏ đi. Trời nó bắn quân mình nè. Ôi chết rồi, thanh niên kia chết rồi. Wow. Cái gì đi ammo vậy đây? I don't know how. I just knew Mateo wasn't there. Ừ, tôi chỉ biết rằng Mateo không có đây thôi. Nhìn là biết rồi. Nó mà không có đây mình nhảy lầu tự tử luôn rồi là vừa bắn nãy giờ mệt mỏi lắm rồi á. Chỉ để anh tìm thanh niên Mateo. Mà thanh niên rất tiếc là không có đây. I still think about that field. Every day. I'd almost stopped looking. Started giving in to the hope that Mateo had escaped. And then... No! He never got older. And here I am still. Who decides such things? Buon compleanno, Matteo.